Tình cũ Chu Bin phủ nhận là người bày mưu vụ chơi xấu, tiết lộ luôn vấn đề tiêu hóa của nam ca sĩ. Sự việc ca sĩ Chu Bin gặp sự cố nhạy cảm khi đang biểu diễn tại Lào Cai đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Theo đó, bạn gái cũ của nam ca sĩ được cho là đạo diễn của màn chơi xấu này. Mới đây, cô nàng đã chính thức lên tiếng. Mới đây, nam ca sĩ Chu Bin trở thành cái tên gây sốt mạng xã hội sau sự cố nhạy cảm khi đang trình diễn thì xuất hiện vật thể lạ, nhân viên phục vụ phải lên dọn dẹp. Vụ việc ngay lập tức ồn ào trên hàng loạt mạng xã hội, nhiều người cũng bày tỏ sự khó hiểu trước sự cố có 1-2 này của Chu Bin. Điều đáng nói là bạn gái của Chu Bin cũng công khai chia sẻ trên livestream và cho rằng người yêu cũ của nam ca sĩ là đạo diễn phía sau sự cố này. Khi được một người quen hỏi về sự cố của người yêu, cô gái này thẳng thừng đáp trả: "Anh ơi, anh nên vào hỏi người yêu cũ anh Chu Bin ấy, không được yêu, nhắn tin không được trả lời nên phải thuê người chơi ạ." Trước thông tin này, người mẫu Ngọc Trà, người yêu cũ của Chu Bin đã chính thức lên tiếng phản hồi. Theo người đẹp, cô vốn không muốn dính dáng tới ồn ào vì đang tập trung chăm sóc con trai nhỏ nhưng bắt buộc phải lên tiếng để đính chính cho bản thân. Theo đó, cô khẳng định đây là kiếp nạn thứ 82 của mình khi đang bận chăm con cũng bị nhắc tới sự cố của người cũ. Cô khẳng định mình không liên quan đến vụ việc này, thậm chí còn thắc mắc rằng tại sao Chu Bin không kiểm tra camera của quán bar để làm rõ vụ việc. Đúng là kiếp nạn thứ 82 của mình, đang bận rộn chăm con nhỏ cũng bị réo tên. Khi mình đang cho con uống sữa thì mọi người tác, nhắn tin và gọi điện thì mình mới biết vụ việc đang lan truyền trên mạng xã hội. Bất ngờ hơn tình mới, anh ấy lại khẳng định mình thuê người dàn dựng sự cố. Cả một quán bar lớn như vậy có camera, bảo vệ rồi nhân viên cùng khán giả chứng kiến như thế nào thì rõ nhất rồi, sao cô bé lại quay sang nói mình làm có buồn cười quá không? Mình xin thua nha, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đáng nói, Ngọc Trà cũng chia sẻ về vấn đề rằng Chu Bin từng gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa trong thời gian cả hai còn bên nhau, sự thật là bụng anh ấy rất yếu. Trước kia khi còn bên nhau, diễn xong anh ấy đau bụng quằn quại mình phải lo thuốc và nước ấm cùng với đồ ăn nóng để sức khỏe hồi phục lại. Thật ra mình cũng không muốn nói đâu nhưng do cô bạn gái mới này luôn đổ tội cho mình và đạo diễn ra một kịch bản mà mình còn không nghĩ đến luôn. Vì thế mình cần phải đính chính cho khán giả biết sự thật. Mới đây, khi phản hồi về sự cố vừa xảy ra, Chu Bin đã lên tiếng trước truyền thông và vẫn khẳng định mình bị người khác chơi xấu nên mới dẫn đến sự cố xấu hổ này. Giọng ca 38 tuổi cho biết thời điểm xảy ra sự cố là khi anh đang trình diễn bài hát trên sân khấu. Trước đó, Chu Bin có xuống bên dưới và giao lưu với một bàn trong quán bar. Lúc này, có một người ôm lấy nam ca sĩ rất chặt khiến anh nghi ngờ đây chính là thời điểm bị kẻ xấu cho vật thể lạ vào người. Do quá sung, tôi không để ý, đến lúc thấy chân mình lấm bẩn, tôi mới nhận ra mình bị chơi xấu, Chu Bin cho biết. Được biết, sau khi phát hiện ra sự cố, Chu Bin vẫn giữ bình tĩnh hoàn thành phần biểu diễn. Cuối cùng anh nói với khán giả, nếu hôm nay Chu Bin có gì sơ suất, rất mong mọi người bỏ qua cho Chu Bin. Ngoài ra, giọng ca hãy xem như là giấc mơ cho hay, anh chưa xác định được người cố tình chơi xấu mình và cũng không muốn truy cứu, chỉ coi như là một vận xui dịp cuối năm. Ca sĩ Chu Bin tên thật là Chu Đăng Thanh, anh sinh năm 1985, quê gốc Buôn Mê Thuột. Khi còn học lớp 12, Chu Bin đã thể hiện niềm đam mê ca hát và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp cầm mic. Khi mới đi hát, anh diễn ở các sân khấu hội chợ, ngoài ra Chu Bin còn đi làm thêm bốc vác, bán vé để có tiền trang trải cuộc sống và làm nghề ca sĩ. Từ năm 2005, Chu Bin vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Một số ca khúc giúp tên tuổi của anh được chú ý là Hãy Xem Là Giấc Mơ, Giả Vờ Thương Anh Được Không. Năm 2023, Chu Bin vướng vào ồn ào tình cảm với bạn gái cũ. Người kia đã đăng đàn tố giác Chu Bin vì sự thiếu trách nhiệm và ngoại tình.